Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ ngồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và đăng ký tên tư nhân. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn rồi. Chiếc xe này là đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh quý bạn nhé. Chúng tôi đang tiến hành rút hồ sơ luôn quý bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua thì chắc chắn là sẽ có hồ sơ luôn cầm tay quý bạn nhé. Vì bây giờ tôi mua về cái là tôi đã rút, bắt đầu rút, gửi từ trong Sài Gòn ra là tôi đã bắt đầu rút hồ sơ rồi. Cho nên là về đến đây là chiếc xe hồ sơ cũng đã sắp về đến nơi quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe sản xuất năm 2020. Rất là đẹp rồi, và biển Sài Gòn thì quý bạn cũng đã biết rồi đấy. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đăng ký tại Hà Nội bây giờ thì cũng không mất 20 triệu tiền biển quý bạn nhé. Tiền biển Sài Gòn với biển Hà Nội là như nhau, biển tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn một chút ạ. Và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, cho nên là toàn bộ về phần nội thất này, ghế da các thứ còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn nhá. Chiếc xe này thì đã có ghế da nguyên bản rồi các bạn ạ. Và tất cả từ những cái phần nỉ trần đấy, đều rất là mới này, chắn nóng chưa bóc ni lông này. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn là 3.4 km rồi các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không chạy dịch vụ và không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản đấy ạ. Tôi bật cái chìa khóa lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Phiên bản Mitsubishi Xpander số tự động đấy, và đồng hồ công tơ mét là 3.4. Chiếc xe cũng đã được trang bị là màn hình camera lùi đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất, và cái phần động cơ cũng đều rất là mới nhé. Tôi sẽ quay cho quý vị bạn một lượt để xem ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh đề nổ start top ạ. Đây là cái khóa đấy ạ. Khóa thông minh còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh của chiếc xe rất là đẹp luôn. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Sài Gòn, thì chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 610 triệu đồng quý bạn nhé, đã bao gồm phí rút hồ sơ. Đấy, 610 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ. Và chiếc xe này chúng tôi cũng bán trả góp quý bạn nhé. Có trả góp, cho nên là quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi quý bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là 1.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Chỉ có 6,9 lít cho 100 km quãng đường kết hợp ạ. Vành la răng đúc ở cái form 2020 này, la răng đúc nó cũng khác các bạn nhé. Đấy, form 2020 này là form nó khác đi một chút rồi so với form 2019 các bạn nhé. Cho nên là giá thành nó cũng sẽ đắt hơn một chút ạ. Đấy, và rất là mới này, rất là đẹp này, tất cả còn rất là đẹp này. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì quá là đẹp luôn, 7 chỗ ngồi. Và gần như đằng sau này là không có người ngồi, hàng ghế thứ ba này là không sử dụng đến. Cho nên là rất là mới luôn, mới cả từ những cái phần trần cho đến những cái phần ghế da đằng sau này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 7 chỗ ngồi số tự động sản xuất năm 2020 này, thì hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Tất cả về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020 này đều rất là mới quý vị và các bạn nhé. Đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất này. Đấy, từ những cái táp bi cánh cửa này cho đến những từ phần hông sườn và ba đờ sốc sau, ba đờ sốc trước đều rất là mới luôn đây các bạn này. Nhìn về cái phần ba đờ sốc trước này thì quý vị và các bạn thấy được là rất là mới này, mới từ mặt ca lăng cho đến những cái cụm đèn pha cũng đều rất là mới các bạn nhé. Đấy, cụm đèn pha mới tinh luôn, và xe cũng đã được trang bị sẵn cả cặp đèn gầm rồi các bạn ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn pha này, đều mới tinh luôn các bạn nhé, rất là sáng này. Vì chiếc xe này sản xuất năm 2020, tính ra mới lăn bánh có 2 năm thôi các bạn ạ. Cho nên là rất là đẹp. Được sản xuất tại Indonesia và nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam các bạn nhé. Đây là cái phần động cơ đây, thưa với các bạn này. Toàn bộ từ những cái ốc cabo
cũng còn nguyên bản này, cabo sơn zin nguyên bản này, chưa có vết tháo quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp rồi, tất cả còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây thưa với quý vị các bạn, tất cả đều rất mới quý vị các bạn nhé. Đấy, và về cái động cơ này thì Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động quý bạn nhé, hệ thống phanh ABS này, và tất cả này còn đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới vận chuyển ở trong Sài Gòn ra, từ thành phố Hồ Chí Minh ra đến đây, và chúng tôi bắt đầu đang cho anh em chỉ có dọn dẹp qua đi thôi ạ. Đấy, chỉ có dọn dẹp rửa ráy qua đi một chút là chúng tôi đã bắt đầu đang bán được rồi các bạn ạ. Vì chiếc xe nó quá là mới, không cần phải là đem ra thợ dọn nữa, mà chiếc xe này thì chúng tôi chỉ có rửa ráy qua đi một chút thôi ạ, tự rửa lấy thôi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem xe ạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. We'll be right back.